hơn 1 mét, nặng chưa đầy 17 cân. Ít ai nghĩ cháu Duyên đã là học sinh lớp 4. Anh Hưng, bố cháu Duyên cho biết, cháu bị suy dinh dưỡng từ khi mới 2 tuổi và đến hàng năm nay, thể trạng con gái anh không có sự thay đổi nào. Nếu theo như tôi thì chắc chắn là nó phải do lý do gì đấy. Vì thấy rất nhiều các cháu không thể, nhiều cháu không thể lớn được. Các bác sĩ ở đây cho biết, cháu Duyên bị suy dinh dưỡng ở thể thấp còi. Đây là tình trạng mà hơn 2 triệu trẻ em Việt Nam đang gặp phải. Chế độ dinh dưỡng không hợp lý chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chiều cao của cháu không thể phát triển theo đúng tiêu chuẩn của một đứa bé 10 tuổi. Đàn này bình thường bây giờ phải 1m32, bây giờ bán chỉ có 1m11 thôi. Và cân nặng của bạn ấy thì bây giờ là mới có 16 cân, 16 cân 8, mà bình thường bây giờ nó phải là hơn 20 cân rồi. Theo các chuyên gia y tế, không đề cập đến yếu tố di truyền, để phát triển chiều cao của trẻ, cần chú trọng chế độ dinh dưỡng trong thời gian các bà mẹ mang thai và chế độ dinh dưỡng trong 3 năm đầu đời của trẻ. Nhưng đáng nói là tình trạng thiếu vi chất trong bữa ăn của trẻ em Việt Nam lại đang ở mức báo động. Khi nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì thấy rằng những cái vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong khẩu phần ăn của các cháu, ví dụ như là vitamin A, như sắt, như kẽm hay là canxi, thì các cái điều tra về khẩu phần ăn thì thấy rằng hiện nay những cái chất dinh dưỡng này mới đáp ứng xung quanh khoảng 50-70% nhu cầu dinh dưỡng của các cháu. Con cái phát triển chiều cao và thể lực là khát khao của không ít ông bố bà mẹ bây giờ. Dễ hiểu vì sao sữa được coi là một trong những thực phẩm dù có đắt đỏ đến mấy, nhưng các ông bố bà mẹ vẫn phải cắn răng để mua cho con mình uống với mục đích cải thiện chiều cao của trẻ. Cháu cũng phải uống nhiều sữa cao cổ để thêm cao bởi vì mẹ cháu bắt thế ạ. Tại sao sữa lại là giúp phát triển chiều cao tốt hơn các thực phẩm khác? Ý ở đây người ta nói tức là trong sữa thì có rất nhiều chất đạm, thứ hai nữa là rất nhiều canxi. Đấy. Và tỷ lệ canxi phốt pho ở trong sữa thì là rất là hài hòa, rất là cân đối để cho cái sự hấp thu canxi vào cơ thể nó được tốt hơn. Và canxi của sữa là một cái loại canxi dễ hấp thu vào trong cơ thể. Ngoài chế độ dinh dưỡng thì rèn luyện thể lực cũng góp phần quan trọng trong việc nâng chiều cao và tầm vóc. Tuy nhiên có một thực tế là người Việt Nam được xếp vào nhóm lười vận động nhất với chỉ khoảng hơn 15% số người dân tập thể dục nhiều hơn 30 phút mỗi ngày. Thanh niên Việt Nam chỉ cao ngang thanh niên Lào, Myanmar nhưng thấp hơn thanh niên Campuchia. Thể dục thể thao trong trường học mà học sinh không được tập thì khi lớn lên làm biến tập là phải. Nó không có thói quen tập luyện ngay từ mẫu giáo trở lên. Một đề án nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2010-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng. Theo đề án này, đến năm 2030, tức là khoảng gần 20 năm nữa, chiều cao trung bình của người Việt Nam sẽ tăng thêm 1,5 cm. Đối với nam thanh niên của tuổi 18 đến năm 2020 của con người Việt Nam ấy, thì cao 1m67 trung bình, bởi vì nó sẽ liên quan đến cả những vùng sâu xa, các cháu rất nhỏ, điều kiện rất khó khăn, rồi thì tầm vóc của con người Việt thực tế bây giờ là rất nhỏ, cho nên cái chỉ trung bình nhích một phân là rất là khó. Thế là đến năm 2030 là 1m68,5. Thế còn về nữ giới thì là năm 2020 là 1m56 và năm 2030 là 1m57,5. Đấy, như tôi nói thì là nâng một phân trung bình cho người Việt là rất khó khăn, cả một vấn đề. Chứ không phải là mình thấy một phân nó ngắn, nó ít quá, nhưng mà kể cả là cái vùng sâu, vùng xa, để ra được một phân đó rất là khó. Cũng chưa thể khẳng định hiệu quả thực tế từ đề án này. Nhưng có một điều chắc chắn và đã được khoa học chứng minh, đó là để cải thiện chiều cao, cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp và phải coi rèn luyện thể dục thể thao là một thói quen.